Thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp tối thứ hai mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Trà My xin chào giáo sư và xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chào cô, xin chào quý vị. Dạ, ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một ngành học mới liên hệ tới ngành học mà mình vừa bàn tới trong tuần rồi, nói về những cái người kỹ thuật viên chuyên khẩn cấp, tức là chuyên hỗ trợ trong cái khâu khẩn cấp cấp cứu đó, gọi là kỹ thuật viên y tế khẩn cấp hoặc là kỹ thuật viên y tế cấp cứu. Đây là một trong những cái ngành học cũng rất là được ưa chuộng tại Mỹ, với một là một trong những nơi mà với ngành y được lựa chọn, được thông dụng và được theo đuổi nhiều nhất, và cũng như là các cái khóa đào tạo cũng như là các cái bằng cấp về y uy tín nhất trên thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngành học này ở Mỹ đào tạo như thế nào và gửi những thắc mắc để chúng tôi có cơ hội được giải đáp cho quý vị nhé. Dạ thưa giáo sư, tuần trước mình có nói về cái ngành học để ra trở thành những chuyên viên hoặc những người trong cái dây chuyền, trong cái mắt xích cấp cứu, gọi là những nhân viên y tế mà ở những cái khâu khẩn cấp đó, thì mình cũng đã giới thiệu cho quý khán thính giả biết thế nào là EMS, tức là những cái dịch vụ khẩn cấp, cấp cứu khẩn cấp, hoặc EMT, tức là những cái kỹ thuật viên trong cái dịch vụ khẩn cấp này. Thì mình cũng có giới thiệu sơ cái sự khác biệt như thế nào rồi, và ngày hôm nay mình dành riêng thời gian để nói nhiều hơn về cái EMS, tức là cái những cái dịch vụ cấp cứu khẩn cấp trực tiếp như thế nào, và để mà ra được một cái người trong cái ngành này đó thì phải học bao lâu, ngành nghề chứng chỉ như thế nào và lương bổng ra làm sao. Trước nhất xin giáo sư nhắc lại để chúng ta có thể hiểu rất là rõ, không có bị gọi là nhập nhằn giữa EMT và EMS ở Mỹ, thưa giáo sư. Cái thứ nhất là chúng ta vẫn theo cái đề tài là nói về những cái ngành nó liên quan đến đại dịch, thì tuần vừa rồi chúng ta đã nói qua những cái chương trình huấn luyện để đi ra làm trong cái ngành gọi là Emergency Medical Service, là EMS. Thì EMS đó là một cái hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cho mọi người. Thì nó bao gồm những người từ phản ứng đầu tiên, nhân viên cứu hỏa và cảnh sát, cho đến những cái nhân viên y tế. Những người làm trong cái ngành EMS là không phải là đi trên xe cứu thương mà tới giúp những người này, là thường thường là phát ra những cái hệ thống, coi như điều khiển những hệ thống để làm sao cho những cái sự cấp cứu nó được nhanh nhẹn và được hữu ích. Còn cái sự khác biệt giữa EMS và EMT, EMT là Emergency Technical Technician, có nghĩa là kỹ thuật viên y tế cấp cứu, thì là nó khác hẳn về EMS. EMT là một trong những thành viên trong cái hệ thống EMS, nhưng mà cái cách huấn luyện cho những người để trở thành kỹ thuật viên y tế thì nó khác hẳn. Nó có thể là không có cao bằng những người học về EMS. Thì kịp thời chúng ta nói về những cái chương trình huấn luyện, những chương trình học và những cái bằng cấp để những người sau này họ ra đi làm trong ngành EMS, thì có chương trình 2 năm, chương trình 4 năm và chương trình thạc sĩ. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào những chương trình huấn luyện về kỹ thuật viên y tế cấp cứu. Thì đó là cái đề tài hôm nay. Dạ, yeah. Như vậy nó có khác biệt là cái mà mình hay nghe gọi cái vị trí làm việc là paramedic đó giáo sư. Dạ, có khác không? Hay là cũng là cùng một ngành học mà ra? Cái thứ nhất là trong cái EMT, có nghĩa là kỹ thuật viên y tế cấp cứu, thì nó cũng có hai loại. Nó nhiều người nghĩ rằng là EMT với lại paramedic là những người lo lắng về y tế. Thì sau này chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn. Paramedic thường thường người ta lẫn lộn qua là EMT, mà thật ra những cái bổn phận của người EMT và người paramedic nó khác hơn, nhưng mà thật ra là đầy trong một cái lĩnh vực, có nghĩa là đi cấp cứu ở trên xe cứu thương tới cấp cứu. Thì những người EMT thì làm những cái bổn phận khác, và những người làm về paramedic á, thì có những cái bổn phận khác. Thì chúng ta có thể nói đi sâu vào nếu cô muốn. Là mình nói nhưng đây thì xin giáo sư cho Trà My được phân biệt những cái người mà gọi là paramedic đó là làm những cái nhiệm vụ như thế nào, và EMT đó họ chuyên trách những cái khâu phận nào.
trong cái dây chuyền ứng cứu đầu thứ tiên nhất đó? là những người kỹ thuật viên thì cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản cho bệnh nhân ngay hiện tại, có nghĩa là phải cầm máu bên ngoài chẳng hạn, áp dụng những cái nẹp cổ và thực hiện hô hấp nhân tạo, là đó cái bổn phận chính của những người kỹ thuật viên y tế cấp cứu. Và cái cách huấn luyện có thể là chỉ cần 120 giờ cho đến 150 giờ đào tạo và được cấp chứng chỉ. Nhưng những người làm về paramedic, nhân viên y tế, có thể rằng là những người này họ cũng có thể đi theo, nhưng mà cái cách làm việc của họ thì nó có thể khác hơn. Khi đến đó thì những người EMT là những người kỹ thuật viên, họ phải lo làm những cái gì rất là gấp, giống như là phải bơm nước và chăm sóc về lấy giống như là lấy về áp sức của máu và như vậy. Và những người paramedic là họ làm những cái công việc nó có thể cao hơn một chút, là làm sao sử dụng những cái loại thuốc gì để mà giống như một người y tá đi theo một người kỹ thuật viên. Những người kỹ thuật viên thì họ dùng những cái máy móc rất là mau mắn để mà chỉnh bệnh ngay. Và lúc đó, tại vì không có bác sĩ đi theo, những người paramedic là phải có bổn phận giống như là y tá hay là bác sĩ, là phải quyết định rằng là bây giờ phải đặt ống truyền tĩnh mạch ở đâu, hồi sức bệnh nhân và cung cấp hỗ trợ thở bằng ống và thiết bị không khí chẳng hạn. Những cái này là những người EMT họ không có hiểu, họ phải hỏi những người paramedic là bây giờ phải làm những cái gì, thì những người kỹ thuật viên họ sẽ làm như vậy. Cô hiểu không? Là khi nào đi trong những cái xe cứu thương thì khi nào cũng có một người về kỹ thuật viên và một người chăm sóc y tế. Thì người kỹ thuật viên thì lo lắng về dùng những cái máy móc và làm rất là mau mắn. Những người chăm sóc y tế là paramedic là họ phải tùy theo cái trường hợp phải chỉnh bệnh, và họ phải đưa có nhiều loại thuốc mà người EMT không có biết, tại vì cái sự huấn luyện, cái chương trình huấn luyện của người paramedic nó khác hẳn người EMT. Có nghĩa là họ cũng học tờ tờ như y tá, nhưng mà không chỉ là y tá, và họ có thể là chú trọng vào những cái thuốc. Ví dụ bây giờ vào máu nó chảy rất là mau, thì bây giờ cần phải uống thuốc gì để mà chỉnh lại được máu đó. Thì cái những người EMT họ không có học những cái đó, họ chỉ học biết rằng là bỏ những cho những người này uống thuốc thôi. Và cái cách lựa thuốc và quyết định phải làm những cái kỹ thuật nào là những người paramedic họ nói những người EMT phải làm. Thì như vậy thì thấy cái nhiệm vụ nó khác nhau, thì cái chắc chắn là cái sự đào tạo, cái quá trình học nó sâu, nó rộng mà nó dài hơn, thì chắc là paramedic là phải đi con đường dài hơn, phải không? Vâng, cô nói rất là đúng. Nhân viên y tế paramedic phải hoàn thành từ 1.200 cho đến 1.800 giờ đào tạo. Trong khi đó EMT chỉ cần có 150 giờ mà thôi. Như vậy thì với EMT 150 giờ đào tạo đó thì chắc là cái bằng cấp không phải là cử nhân. Vâng, chỉ là chứng chỉ mà thôi. Muốn đi làm EMT thì thường chỉ không cần phải đi học ở đại học để lấy bằng 2 năm. Người ta chỉ cần coi như là huấn luyện trong một cái nhiều trường cao đẳng cộng đồng có những cái chương trình để mà huấn luyện cho những người kỹ thuật viên này, và những người này họ phải có những cái thì giờ bỏ ra 120 giờ cho đến 150 giờ để mà được cái chứng chỉ của EMT. Và ngoài ra, chứng chỉ đó có phải là CPR không giáo sư? CPR là một trong những cái kỹ thuật mà người ta phải cần có trong đó. CPR là một cái căn bản mà người ta phải có rồi. Ngoài ra có những cái dịch vụ khác mà những người EMT phải cần biết. Thưa giáo sư, như vậy là những cái người kỹ thuật viên này là họ trực chỉ ở trên những cái xe cứu thương. Thì như vậy luôn thì có... luôn khi nào đi làm ở trên một xe cứu thương cũng phải có một người EMT và một người paramedic. Tại vì người như EMT... vậy thì cái công việc của họ ra ngoài cái chứng chỉ hành nghề thì họ có đòi hỏi, có bị bắt buộc ở Mỹ này họ đào tạo đó, có bắt buộc là những người EMT đó phải học cách vận hành xe cứu thương luôn không? Có thể như vậy có, nhưng mà thường thường là một cái đội, một cái team đi là một người lái xe và tối thiểu là có một người EMT và một người paramedic, là ba người tổng cộng. Tại vì mỗi người có một cái bổn phận riêng, tại vì khi cấp cứu là mỗi phút là hay mỗi giây đều rất là quan trọng. Thì khi mà bước xuống là đương nhiên là có một số người họ phụ theo, không cần chỉ khiêng
những cái máy móc theo mà ca thôi, rồi đó thiết là cái bị. EM. Vâng. Nhưng mà người EMT và paramedic là bước vào là sánh tay lên là phải quyết định là phải làm những cái, tại vì những cái quyết định Dạ. ở đó rất là quan trọng. Dạ, phải À, thao tác y tế ngay đó. Dạ vâng. và Thưa ngay lúc giáo sư. đó Dạ, như vậy với 160 giờ học như giáo sư nói đó là chỉ vỏn vẹn trong vòng 1-2 năm thôi phải không? Là xong cái chứng chỉ. thường thường những chương trình này thì họ đào tạo cho những người học và part time đó, có nghĩa là Dạ, nhiều người bán thời họ cũng gian đổ á. qua cái ngành này nhưng mà chưa có thì giờ đổi, thì nhiều nhiều người họ đi làm banking chẳng hạn, họ không có happy với lại những Ngành nghề khác, cái ngành vâng, nghề dạ. của họ, thì họ bỏ ra mỗi tối đi học vào vài tiếng đồng hồ ở một cái đại cao đẳng cộng đồng, trường đại học cao đẳng cộng đồng. Thì thường thường á, nếu mà học full time á thì tôi nghĩ thì 6 tháng là xong. Nhưng mà nếu mà học part time thì có thể là từ 1 cho đến 2 năm. Part time là từ cứ mỗi tối về đi học vài tiếng đồng hồ cho đến khi mà đủ đến 120, 150 giờ thì lại đi ra. Mà Dạ. thường thường á, những cái chương trình này á là học xong rồi phải thi, phải có cái chứng có cái bằng hành nghề. Đó thì những cái Giấy tham chứng gia nhận để hành nghề. FPT đăng ký quốc gia về kỹ thuật y tế cấp cứu là NOEMT. Mặc dù EMT hay là paramedic là người ta cũng phải tham dự kỳ thi này, mà nếu mà không có đậu được cái kỳ thi đăng ký quốc gia về kỹ thuật viên y tế cấp cứu thì không được cái hành nghề, mặc Ở dù Mỹ đã không được hành nghề ở Mỹ thôi phải không? Dạ. và được nghĩa Mỹ. Dạ. Thưa giáo sư, như vậy đối với những du học sinh quốc tế qua đây theo học ngành này á, trước nay mình nói nhiều là những du học sinh qua đây là chủ yếu là theo đuổi bằng cử nhân cấp đại học 4 năm hoặc là cấp gọi là cao đẳng cộng đồng 2 năm. Nhưng mà với những cái bằng, những cái khóa đào tạo, những cái chứng chỉ mà nó ngắn hạn như thế này, chỉ 6 tháng thôi, nếu học toàn thời gian đó, thì nó có con đường cho các bạn từ nước ngoài vào Mỹ để theo đuổi ngành này như là một cái ngành học để đi du học ở Mỹ hay không? Theo tôi biết thì có những cái chương trình đặc biệt qua cái F1 visa, có thể tôi không có rõ ràng nhưng mà tôi đoán rằng là những người sinh viên ở ngoại quốc hay những người ở ngoại quốc họ muốn qua Mỹ đi học về trong ngành này trong chỉ có một thời gian ngắn hạn để lấy một cái chứng chỉ mà thôi. Dạ. Nhưng mà mình quên rằng là paramedic là cái nhân viên y tế trong cái ngành cấp cứu này thì nó có chương trình 2 năm về associate degree. Tại vì nó phải huấn luyện nó dài hơn và nó cao hơn. Thì nếu không có học EMT thì các sinh viên ở Việt Nam chẳng hạn muốn học qua đây, muốn lấy một cái associate degree về ngành y tế này là cấp cứu này, paramedic này, thì cũng có cái cơ hội dùng cái F1 visa để qua học bằng 2 năm ở một cái trường cao đẳng cộng đồng ở đây. Dạ, còn với cái chứng chỉ EMT 6 tháng cho tới 2 năm, nếu 6 tháng là học toàn thời gian mà 2 năm là học bán thời gian đó, nhưng mà đối với du học sinh quốc tế thì chắc chắn sẽ không có được học Không bán thời được, tại gian vì đâu. họ bắt buộc phải học Toàn thời full gian. time. Dạ, như Nếu vậy thì học full 6. time thì chỉ qua Mỹ chỉ học 6 tháng mà thôi. Thì Dạ. thường thường cái EMT này á, là một cái bước đầu, có thể nhiều người học EMT trước, lấy những cái căn bản rồi và kiến thức rồi, thì học tiếp tục lên đến paramedic lấy bằng 2 năm. Và ngoài ra sau khi bằng 2 năm của paramedic thì có thể học tiếp cho EMS. Thì cái này là rất là quan trọng. EMS thì có những cái chương trình cao hơn, bachelor degree 4 năm và sau đó có thể để học lên đến thạc sĩ. Thì đó là những Vâng. cái bước đầu, có thể là thay vì mình đi thẳng vào những cái ngành khác để đi vào ngành EMS giống như chúng ta đã nói kỳ vừa rồi, Dịch thì vụ đây khẩn là một cấp. cái đường đi rất là chắc để cho các sinh viên biết là mình muốn dấn thân vào cái ngành này hay không. Dạ. EMS thì tuần trước mình có bàn rất là kỹ là cái ngành gọi là dịch vụ y tế khẩn cấp á, thì nó nằm trong cái dây chuyền cấp cứu nhưng mà nó nằm ở cái khâu phía sau, tức Và là cho những điều người hành. mà để mà điều hành Dạ. người ta không phải là bác sĩ nhưng mà điều hành trong những người trong hệ thống, và nó cũng phải hiểu rõ về vấn đề điều hành hệ thống, về giao thông, về communication rồi như vậy không, Dạ, thì cái liên đó lạc thông là tin. coi như là cái cách huấn luyện nó khác. Nhưng mà nếu mà học từ EMT cho đến paramedic cho đến lên học EMS thì hiểu rõ vấn đề làm việc của những người trong cái đội ngũ này, thì khi mà mình làm đưa ra làm người manager, là người điều hành đó, thì nó rất là hữu hiệu hơn.
Thưa giáo sư, với EMT như vậy đó, nếu như mà mình học xong 6 tháng rồi, có được cái chứng chỉ đó rồi, mình muốn đi sâu chuyển vào ngành y hay là đi sâu chuyển vào những cái ngành khác liên quan tới y, thì đây có phải là bước đệm mà có thể rút ngắn được những cái giai đoạn, những cái khóa học tiền đề của những cái ngành chuyên sâu đó hay không? Hay là cái này được xem là một cái lĩnh vực hoàn toàn khác mà bước vào ngành y hay bước vào ngành nha hay bước vào tất cả những cái lĩnh vực khác phải đi lại từ đầu? Theo chúng ta biết là cái những cái điều kiện để được vào trường y là phải học một một bằng một cái bằng cử Cử nhân nhân, cử nhân 4 năm. 4 năm ở một đại học, và những cái lớp học đó có liên quan đến những cái đề tài mà cái kỳ thi MCAT phải cần. Theo tôi thấy cái chương trình EMT nó không có dính líu về nhiều về những cái lĩnh vực đó. Bởi thế để trả lời câu hỏi của cô là nếu học MT thì không có được thỏa mãn một cái những cái điều kiện để mà được thi MCAT. Nhưng mà chương trình paramedic á, nếu mà học 2 năm và sau đó dùng 2 năm đó để chuyển qua một đại học nào đó để lấy thêm 2 năm nữa lấy một cái bằng cử nhân, thì khi mà đi học chương trình 4 năm ở đại học nào đó thì bạn đó có thể đi vào một cái track nó gọi là pre-med, thì để chuẩn bị cho các sinh viên đó để thi MCAT. Thì cái trả lời rất là ngắn gọn, nếu mà học EMT không thì không có lợi gì cả cho đi học bác sĩ. MCAT là cái bài thi giáo sư vừa nhắc tới, đó là cái bài thi bắt buộc, bài thi chuẩn hóa bắt buộc của bất cứ người nào muốn đi vào ngành y ở Mỹ. Sau khi 4 năm đại học, các bạn phải trải qua được, vượt qua được cái bài thi MCAT này mới được vào học ngành y tiếp theo trên con đường 7 năm, 9 năm sau này nữa, ngoài cái 4 năm đầu đại cương. Để cho các bạn hiểu rõ là cái con đường ở ngành y ở Mỹ đó nó lâu dài và nó sâu rộng như thế nào. EMT với chứng chỉ kỹ thuật viên y tế khẩn cấp á, là mình chỉ có thể là hành nghề trên cái tuyến đầu ứng cứu trên những cái chuyến xe cứu thương, dù với những cái kiến thức nó cũng liên hệ tới y, nhưng mà nó không phải là những cái tiền đề để mình có thể bắt đầu vào ngành y để được bớt những cái khóa đã học qua, vì nó không liên hệ gì nhiều theo lời của giáo sư. Nhưng mà thưa giáo sư, thí dụ như với y tá thì sao? Tôi học EMT rồi, tôi chuyển qua ngành y tá, nó có lợi về thời gian, nó có cắt ngắn được những cái khóa học, những cái chuyên môn, những cái bài bản mà tôi đã trải qua với EMT rồi để vào ngành y tá được hay không? Không được các bạn, tại vì cái EMT nó rất là chú trọng vào thực tập, có nghĩa là những người trong EMT là họ được huấn luyện dùng những cái máy móc để làm sao giúp đỡ những người đó thoát chết khi mà để lâm nạn. Thì những cái đó là có nghĩa là cái khả năng, là cái giống như cái skill, nó đặt là skill thôi. Khi mà chương trình huấn luyện của ngành y tá chẳng hạn thì họ cũng phải đòi hỏi học những cái lớp giống như là về biology, về sinh Sinh học, học. thì về hóa học, những cái đó thì không không có ở trong cái ngành EMT. Bởi Vâng. thế trả lời đơn giản cho cô là nó không có lợi gì, không có lợi gì nếu mà khi học EMT, nếu mà mình muốn học về ngành dinh dưỡng là ngành y tá đó, Điều dưỡng y tá. Dạ vâng. điều dưỡng. Như vâng vâng vậy thì 6 tháng học toàn thời gian để ra cái chứng chỉ EMT tại Mỹ, vâng thì với cái 6 tháng đó trước khi mình bước vào, mình chuẩn bị như thế nào, làm thế nào để trở thành một EMT thưa giáo sư? Cái thứ nhất là người ta đòi hỏi tối thiểu là phải có bằng cấp 3, có nghĩa là học Phải xong tốt nghiệp trung trung học, học đó. và phải có biết được CPR, có nghĩa là về giống như là hô hấp nhân tạo, là Sơ phải cấp biết cứu. cái đó, phải được certified, phải được chứng nhận. Thì ngoài ra là cái điểm tốt thì được nhận vào mà thôi. Thì có đó là hai cái điều kiện mà cần để mà khi vào chương trình học 2 năm. Nhưng mà vì cái vị trí kỹ thuật viên y tế khẩn cấp này nó hơi đặc biệt so với những cái y bác sĩ phía sau, tức là những người phải ứng cứu đầu tiên, phải tiếp nhận bệnh nhân và thao tác mọi chuyện với bệnh nhân đầu tiên nhất, thì chị My cũng tưởng tượng là nó phải có những cái đòi hỏi về thể chất, tức là phải có sức khỏe, một số điều kiện sức khỏe tối thiểu phải không giáo sư, chiều cao cân nặng vân vân phải không, tại vì phải, tức là phải ẵm bế bệnh nhân, khiêng băng ca vân vân, tức là sức khỏe phải tốt nữa, chứ còn nếu mà mình yếu quá, thể trạng mình nhỏ con hay cái gì đó chắc là cũng khó khăn đi vào cái ngành này phải không? Thì tôi vừa mới đưa ra những cái điều kiện và cần để mà muốn học về EMT certification, có nghĩa là lấy cái chứng chỉ.
Thì muốn được như vậy thì những người sinh viên phải có, cái thứ nhất là phải có cái bằng trung học hay là tương đương là GED. Cái thứ nhì là phải có cái chứng nhận là được có cái khả năng về hô hấp nhân tạo. Và theo cô nói là phải có sức để mà nhấc lên 100 pound, tối thiểu là 100 pound. Nhiều người không có, có đủ sức mạnh mà để mà nhắc lên 100 pound là không được trong ngành này. Và cô nghĩ rằng rõ ràng rồi là khi mình làm trong ngành này có là mình phải cần có sức mạnh để mà mình nâng dìu các bệnh nhân lên, hoặc là khiêng băng ca vân vân, khiêng bệnh nhân lên bỏ trên giường cấp cứu. Mà nếu mà ốm yếu mà không có khiêng nổi 100 pound thì người ta không có cho làm trong ngành này. Thường thường là hai người điều khiển thì tối thiểu là một người phải khiêng được 100 pound, thì hai người khiêng một người 200 pound chẳng hạn thì dễ. Và đó cuối cũng là cùng một là cái phải khác biệt qua một cái criminal check, có là drug test, là có nghĩa là kiểm tra lý lịch đó. Kiểm tra về lý lịch về criminal và phải đi qua cái drug test là phải free of drug. Dạ, phải kiểm tra coi coi mình có tiền sử sử dụng ma túy hay không vân vân. Ngoài ra thì cái mà mình thấy về cái yêu cầu về thể trạng là cái đó dễ hiểu, là tại vì cái nghề của mình phải cần phải có sức khỏe tốt để mà ứng cứu người ta. Nhưng mà về cái chuyện mà kiểm tra lý lịch đó thì có nguyên do như thế nào? Thí dụ một du học sinh học cái ngành này có bị kiểm tra lý lịch hay không, hay là chỉ đối với những người ở Mỹ mà thôi? Thường thường thì học ở ngành này là những người ở Mỹ, tại vì khi xong họ đi hành nghề thì họ phải chuẩn bị cho những người này đến khi ra được chứng chỉ này là sẽ đi đi làm hành nghề ở đây. Thì tôi nghĩ rằng là cái criminal background check nó cũng áp dụng cho những người ở ngoại quốc vào. Tại vì mình thấy là ví dụ như công việc mà chúng tôi học ở đây, chúng tôi đi ra hành nghề ở đây, thì dĩ nhiên là người ta phải kiểm tra lý lịch xem coi mình có hồ sơ tội phạm trong quá khứ hay không, thì mình phải trong sạch, mình phải là một người tốt để đi cứu người chẳng hạn vậy. Nhưng mà đối với những người từ xa tới đây đi được đào tạo EMT, không hành nghề, không làm việc ở nước Mỹ, họ có thể đi về xứ họ làm việc mà, thì không biết họ có bị đi qua cái kiểm tra lý lịch này hay không. Kiểm tra lý lịch là để mà không những chỉ là bảo vệ cho những người bệnh nhân sau này, nhưng mà bảo vệ cho những người đi học chung. Ví dụ bây giờ khi vào lớp học chung, nếu mà mình biết người đó có những cái hành vi mà không có tốt trong quá khứ thì nó có thể ảnh hưởng với những người cùng lớp ở trong lớp. Và hay là có những người họ có những lấy những cái thuốc drug đó cô, thì nó có thể ảnh hưởng đến những cái sinh viên cùng trong lớp. Có nghĩa là có hai dạng. Cái thứ nhất là mình bảo vệ những người hiện tại còn đang học trong những lớp học đó, và trong tương lai mà thường thường những cái lớp học này thì họ muốn bảo vệ như vậy thì mình cũng hiểu cho họ. Với lại cái ngành này là cái ngành đi cứu người mà, chỉ nhiên cái sự tỉnh táo là cái đòi hỏi quan trọng nhất. Cho nên là khi mà kiểm tra lý lịch đó là họ kiểm tra coi có tiền sử sử dụng ma túy hay không vân vân, để biết là cái tâm trạng của mình, cái thể chất lẫn tinh thần của mình có sáng suốt hay không, không có bị bất cứ một cái, vì mình sử dụng chất kích thích thì nó bị ảnh hưởng, thì nó không có những cái tiền sử đó thì mới gọi là thích ứng, ứng viên thích ứng cho cái ngành nghề này. Đó là cái lý do mà tại sao phải trải qua cái kỳ kiểm tra lý lịch cá nhân, nhân thân tốt để đi vào những cái ngành cấp cứu, cứu người tại Mỹ. Thưa giáo sư, ngoài ra đó, cái chứng nhận mà giáo sư có nói tới, cái chứng nhận quốc gia của Mỹ, sau khi mình học xong mình phải thi để lấy cái chứng chỉ đó, mình được chứng nhận quốc gia rồi, thì trong cái bài thi đó thì nó yêu cầu mình phải vượt qua những cái kỹ năng nào, tức là mình được đào tạo những cái kỹ năng cơ bản nào để thi đậu lấy cái chứng chỉ hành nghề? Vâng, thì những cái gì mà mình học trong cái chương trình đó thì mình giống như là cái cách thức mình có những cái thao tác cơ bản đó, không giáo sư? Căn tác cơ gọi là những cái cách thức căn bản, những cái chủ đề mà chung cho các khóa học. Thì cái nhất là chỉnh đánh giá bệnh nhân là rất là quan trọng. Mình kỹ năng về thiết bị cấp cứu cơ bản, cái nó cũng rất là quan trọng, để mà lo về tắc nghẽn các đường thở, điều trị chấn thương, bắt nhịp tim và đặt nội khí khi quản qua đường mũi. Thì đó là những cái kỹ năng mà rất là cần thiết. Thì tôi nghĩ rằng là khi thi bài đó là họ bắt các sinh viên phải chứng minh rằng là mình có
làm những mình có thể là thực hành nhuần nhuyễn thực những cái hành thao những tác đó hay không? Dạ. những cái operation đó được, những cái cách mà đó thì đó là năm sáu cái mà kỹ năng mà mình cần có cho những người trong EMT. Mà Dạ. nếu mà họ nghĩ rằng là mình không có đủ thì họ không cho mình đậu cho đến khi mình phải trở lại mình học thêm, chứ đến khi nào ra. Thì cô cứ tưởng tượng nếu mà học những cái chương trình huấn luyện thì có rất là nhiều trường trên nước Mỹ, nhiều trường có thể dạy rất là kỹ và rất là tốt, nhiều trường có thể dạy không có kỹ, hay là sinh viên có thể là học không kỹ nhưng mà được ra trường, được chứng chỉ. Nhưng mà nếu mà có được, nếu mà muốn đi hành nghề thì cái phải qua một cái kỳ thi tổng quát để chính phủ họ quyết định rằng là những người này có đủ khả năng để đi làm việc trong ngành này hay không. Tại vì không phải bất cứ ra trường nào cũng có cái khả năng để làm trong cái ngành này, thì phải có một chương trình như vậy để mà nó gọi là certify cho mình có cái Xác license, nhận mình đầy đủ khả năng đó. Dạ vâng. có cái Thì như bằng giáo chuyên sư môn đó. nói như vậy thì mình cũng có thể tưởng tượng cái nội dung đào tạo nó cũng liên hệ, tức là đào Rất tạo là liên cái hệ, cách làm sao mình có thể trợ giúp người ta về đường thở, đường hô hấp, trợ khí cho người ta ha. Rồi mình có, tại vì những cái cuộc gọi cấp cứu thì nó cũng liên quan rất nhiều về cái việc người ta bị chấn thương, thì mình phải biết cách băng nẹp như thế nào, xương của người ta như thế nào ngay cái lúc mà mình ứng cứu đầu tiên, tức là phải có những cái thao tác về gọi là đáp ứng chấn thương, đáp ứng về đường hô hấp, tim mạch nữa. Như giáo sư nói là thường thường tới là phải đo nhịp tim liền rồi hồi sức cho người ta, thì phải có những cái thao tác về tim mạch hồi sức rồi. Chắc chắn Trâm mới nghĩ cũng không những là những cái cuộc gọi cấp cứu đó là bị té, bị nghẹt tim, nhưng mà có rất nhiều những trường hợp là những sản phụ đi cần phải đi tới bệnh viện để mà sanh con, mà nhiều khi người ta đi không kịp, người ta không Đúng rồi. có cái phương tiện, vâng, thì kêu cấp Vâng. cứu tới là cũng cái sự đào tạo kỹ năng của những người EMT này chắc bắt buộc cũng phải học về sản phụ khoa, y Vâng, khoa không là rất không là đủ. đúng. Vâng. Dạ. Đó là những cái thao tác về sản phụ khoa nữa. Thì mình tưởng tượng là mình có những cái trường hợp mà mình phải ứng phó khi người ta cần tới mình đó, là kể cả người già, con nít lẫn sản phụ khoa, vân vân. Thì đó là những cái kiến thức mà mình sẽ được học, được đào tạo trong cái chương trình EMT tại Mỹ, phải không giáo sư? Vâng, cái đánh giá bệnh nhân ngay lúc đầu rất là quan trọng. Đánh giá bệnh nhân là mình phải coi thử là những bệnh nhân này họ bị những cái gì và cần những cái dịch vụ như thế nào để mà cấp cứu đó. Chẩn Và đoán sau bệnh đó mình ngay tại phải chỗ đó. thiết bị cái cấp cứu cơ bản. Đó là những cái đó là rất là quan trọng. Tại vì nếu mà không có đánh giá được thì mình làm sao biết được những cái kỹ thuật nào sẽ xài cho. Nhưng mà nói ra thì khi một người bị thương thì người người ta có những cái phương pháp mà bất cứ những người bị thương nào mà cần đó, thì giống như CPR chẳng hạn, tắt ngạn về đường thở, là cái những cái đó rất là tổng quát mà bất cứ bệnh nhân nào họ cũng phải cần trong cái trường hợp đó. Dạ vâng. Thưa giáo sư, về cơ hội học bổng thì sao? Mình thấy rất là nhiều trường nào đại học Mỹ cả 4 năm cử nhân đều có học bổng với cái chương trình đào tạo 6 tháng bằng EMT. Cơ hội học bổng cho du học sinh nước ngoài có hay không? Tôi nghĩ rất là khó khăn, tại vì cái thứ nhất là thường thường những học bổng là họ cho những cái sinh viên nào đi làm về những cái ngành nghiên cứu. Những cái ngành này rất là chú trọng về thực tập, thì thường thường các sinh viên ở Mỹ học cái ngành này ra là cố ý để mà học thêm một ngành để ra làm tiền có thể cao hơn. Và mình chưa nói đến vấn đề là lương bổng như thế nào, nhưng mà nếu mà làm ngành ra có thể làm từ 50 ngàn cho đến 60 ngàn một năm cô. Và Dạ. chỉ đôi lúc chỉ huấn luyện cho 6 tháng mà thôi mà Dạ. ra học đến 50-60 ngàn. Thì bởi thế họ biết như vậy, bởi thế những cái sinh viên họ muốn đi vào lấy những cái chứng chỉ này thì là họ có thể lấy những cái tiền mượn tiền loan ở các nhà băng Vay đó, nợ trước, vay nợ. Tại vì chương trình 6 Đó tháng là thì đối với nó những người không ở có nước cao Mỹ lắm, chứ còn nên ở là bên ngoài thì không vay nợ được. vâng, thì tôi trả lời câu hỏi cô rất là đơn giản là chương trình mà về về học bổng thì có thể là không có cho cái ngành EMT này hay là paramedic, tại vì cái mục đích của những cái ngành này là để ra đi làm tiền cao hơn những cái ngành nghề hiện tại mình còn đang làm. Dạ, tức là cái ngành này là ra ứng dụng liền chứ không có phải là đi Hay chuyên ứng dụng liền. sâu Cô cứ nghĩ là học nghiên 6 tháng, cứu. học 6 tháng thường thường một chương trình khoảng khoảng 10.000 đô la cho đến 20.000 đô la một năm, nhưng mà ra thì có thể đi làm có đến 50-60.000 đô la một năm liền ngay lập tức. Trong khi đó những người đi học 4 năm có thể ra chưa làm được như vậy. Vâng. Thưa giáo sư, như vậy thì xin hỏi học phí. Giáo sư mới nói 6 tháng học xong, nhưng mà học phí cho 6 tháng đó tổng cộng là bao nhiêu?
tùy theo, nếu mình học ở những cái trường cao đẳng cộng đồng thì rất là rẻ, tại vì những chương trình một là một trong những cái chương trình của họ thì những cái chứng chỉ về học ở những cái trường đại học cao đẳng cộng đồng ở đây á thì thấp hơn đại học. Thì nói tổng quát rằng là nếu mà học 6 tháng thì tôi nghĩ là chỉ có thể mất 10.000 đô la là xong chương trình. Dạ, dạ vâng. Và cái ngành học này nếu mà các du học sinh ở bên nước ngoài mà xin theo học á thì mình cũng thấy cũng không hề không không có thấy là có nhiều người đi theo cái ngành này để mà đi qua học ở Mỹ, phải không thưa giáo sư? Họ có thể học theo không? Biết là sinh thường thường sinh viên đi du học và học những cái ngành để là học tiến thân lên, có những cái bằng cao cấp Cử giống như nhân, là dạ. cử nhân, thạc sĩ. Nhưng mà đôi lúc mình nghĩ rằng nếu mà mình đến được một cái nước văn minh như nước Mỹ để học những cái kỹ thuật cao để đưa về những cái nước khác thì cái này là cũng một trong những cái nhu cầu rất là cần ở Việt Nam và những cái nước khác. Thì tôi nghĩ rằng là về thì có thể là những cái cơ hội làm việc ở Việt Nam thì rất là nhiều. Bởi thế tôi thấy cái chứng chỉ, mặc dù cái chứng chỉ hay là cái bằng 2 năm nó cũng có rất là giá trị cho Việt Nam, tại vì biết là những người này đã được huấn luyện từ Mỹ và về làm việc ở Việt Nam thì có thể rằng là cái cơ hội để được thăng tiến trong cái ngành của mình thì khá hơn. Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Mình nói về cái ngành này là một trong những cái ngành học đang được nổi lại chú ý, tại vì trước nay đó người ta có quá nhiều con đường để đi để vào ngành y, thì những cái EMT, EMS họ không có được để ý nhiều, nhưng mà giữa đại dịch này nó lại được trở lại người ta chú ý nhiều hơn, là vì cái nhu cầu quá cao trong cái thời đại dịch này. Thậm chí là có những cái bạn sinh viên đang học những cái ngành nghề khác tự nguyện đi theo những cái xe cứu thương để mà được giúp đỡ trong cái đội ngũ lực lượng ứng cứu đầu tiên. Họ đi theo, họ thích và họ muốn theo học ngành này nữa, tại vì đi theo học nghề và thấy những cái ý nghĩa của cái công tác, công việc làm trên những cái chiếc xe cứu thương đó. Có nhiều bạn đổi nghề luôn sau khi đi tình nguyện theo những chuyến xe COVID đó. Dạ, thưa giáo sư, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đây là một trong những cái ngành học mà mình thấy là được các bạn trẻ yêu mến và chú ý trong thời đại dịch, và chúng tôi cũng nhân cái cơ hội này để giới thiệu với các bạn ở Việt Nam. Nếu các bạn có nghĩ tới cái chương trình đi học ở nước Mỹ, tìm hiểu về ngành y, về ngành cấp cứu khẩn cấp vân vân, thì đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn rất là thú vị với cái thiết bị, với những cái ngành nghề đào tạo ở Mỹ và những cái thiết bị cho các bạn được thực tập tại nơi, tại chỗ, những cái thiết bị tiên tiến nữa, thì chắc chắn là cái cơ hội để các bạn tự phát triển mình, phát triển cho nghề nghiệp nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chương trình đã hết thời gian rồi. Trà My xin lỗi quý vị là phải đúng nửa tiếng để giáo sư trở lại với chương trình dạy của mình. Bữa nay là ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới ở Mỹ. Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ đã mở cửa trở lại và giáo sư chuẩn bị bước vào lớp học online. Dạ, cảm ơn giáo sư. Mình sẽ gặp nhau vào tuần tới, tối thứ hai mỗi tuần 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón xem chương trình thường xuyên để chúng tôi có cơ hội giới thiệu đến quý vị những cái ngành nghề đào tạo, cái giáo dục ở Hoa Kỳ cũng như là các cái bước mà du học sinh ở các nơi có thể được tìm hiểu, được trang bị cho mình thật tốt trước khi đi qua Mỹ học tập. Dạ, Trà My cảm ơn giáo sư và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn cô. Kính chào quý vị. Dạ, xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.